video của Khám Phá Huyền Bí ngày hôm nay. Chắc hẳn là hầu hết anh em đều thích kết thúc game có hậu đúng không? Mình cũng thế, bởi vì một cái kết tốt đẹp đồng nghĩa với việc mình đã chiến thắng được con trùng, giải cứu thế giới khỏi bờ vực diệt vong, chí ít là cho đến phần sau. Nhưng cũng có những tựa game có phần kết thúc không chỉ là happy ending mà còn khiến người chơi cực kỳ bất ngờ, thậm chí là sốc. Đó là những tựa game nào? Hãy cùng Khám Phá Huyền Bí điểm qua video của ngày hôm nay nhé. Đầu tiên chính là niềm tự hào của Việt Nam, trò chơi Flappy Bird. Chắc chắn là trò chơi này không còn gì xa lạ với các bạn rồi. Những ai đã trải qua cảm giác bực đến phát khóc, bực đến nỗi muốn đập hết đồ, hẳn là những người nhớ trò chơi này nhất. Trò chơi đơn giản này được tạo ra bởi Nguyễn Hà Đông, nhà thiết kế và phát triển game đã làm cả thế giới phát điên chỉ sau vài tuần. Anh Đông chỉ mất vài ngày để tạo ra Flappy Bird. Ban đầu, nó được gọi với cái tên là Flap Flap, nhưng đã có một trò chơi trùng với cái tên đó trên App Store, nên anh ta đã nghĩ ra cái tên Flappy Bird. Vào ngày 24 tháng 5 năm 2013, trò chơi đã ra mắt trên App Store cho đến tháng 2 năm 2014, gần như tất cả mọi người không còn thấy nó nữa. Rồi sau đó trò chơi lại lan truyền một lần nữa, và hầu như tất cả mọi người trên mạng đều đang nói về nó. Người dùng đã tạo ra meme và chia sẻ sự thất vọng của họ vì không thể hoàn thành trò chơi. Một trong những người chơi thậm chí còn nói rằng anh ta phải mất nửa giờ mới ghi được 5 điểm. Có điểm chung giữa những người chơi là càng thua, càng tức và không thể ngừng chơi. Đợt đó cứ mở Facebook ra là thấy khoe chơi được bao nhiêu điểm Flappy Bird, nhưng gần như không có ai thắng cuộc. Cuối cùng cũng có ai đó đã làm được, chính xác là trò chơi kết thúc sau khi nó chọc tức mọi người, làm cho mọi người phát điên rồi đưa họ tới cảm xúc vỡ òa khi được 999 điểm. Con chim thì gặp Mario và trò chơi kết thúc. Trò chơi thứ hai, Pac-Man. Khi nói đến các video game cổ điển, Pac-Man là một trong những trò chơi nổi tiếng nhất. Đây là một game giải trí đơn giản do công ty Namco của Nhật Bản đã phát hành vào năm 1980. Người chơi điều khiển Pac-Man trong một mê cung và ăn các chấm Pac, hay còn gọi là Pac Dos. Nếu người chơi ăn hết các chấm Pac thì Pac-Man được đưa ra màn chơi mới. Các kẻ địch của Pac-Man được biết đến với cái tên gọi như ma, ghost hay quái vật monster. Có 4 đối thủ là Blinky có màu đỏ, Pinky có màu hồng, Inky có màu lục nam và Clyde có màu da cam, đi rong tự do trong mê cung và cố gắng bắt Pac-Man. Nếu để bị bắt, Pac-Man sẽ bị mất mạng. Gần 4 góc của mê cung có 4 chấm tròn to và phát sáng có tên là viên sức mạnh. Nếu Pac-Man ăn được các chấm này sẽ giúp Pac-Man có khả năng ăn các kẻ địch trong một thời gian ngắn. Khi đó kẻ địch sẽ chuyển sang màu lam, di chuyển chậm lại và chạy trốn khỏi Pac-Man. Khi có một kẻ địch bị ăn, đôi mắt của chúng sẽ di chuyển về hình chữ nhật trung tâm và trở lại màu như cũ. Kẻ địch sẽ phát sáng màu trắng khi chuẩn bị trở lại nguyên hình nguy hiểm ban đầu. Pac-Man được thiết kế không có kết thúc, tức là người chơi có thể chơi mãi mãi cho đến khi bị hết mạng. Tuy nhiên, một lỗi kỹ thuật đã dẫn tới việc ở màn chơi thứ 256 thì nửa mê cung bên phải bị lộn xộn với những ký tự bất kỳ, khiến người chơi không thể ăn được các chấm đốt để hoàn thành màn chơi. Vì màn chơi này thường làm kết thúc trò chơi, màn hình ở màn 256 thường được gọi là màn hình chết chóc. Cuộc chơi hoàn hảo là cuộc chơi mà khi người chơi giành được số điểm cao nhất có thể có trong 250 năm màn chơi đầu tiên mà không mất một mạng nào. Và sau đó có thể giành số điểm bất kỳ có thể có ở màn 256. Ngay cả các nhà phát triển cũng không biết về một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt như Pini Michen. Ông là người đầu tiên thực hiện một cuộc chơi hoàn hảo với số điểm là 3.333.360 điểm vào ngày 3 tháng 7 năm 1999. Trò chơi thứ 3, Contra. Đối với nhiều người, Contra chính là một phần của tuổi thơ khi chơi game 4 nút. Ai cũng nhớ sự khó khăn khi phải giữ ngón tay trên các nút để bắn. Lũ người hành tinh thì luôn ập đến bạn. Giống như nhiều game giải trí khác, mục tiêu của Contra là đánh bại những kẻ ác. Lần này, kẻ xấu là một tổ chức được gọi là Red Falcon. Chúng muốn tiêu diệt toàn nhân loại. Các nhân vật phản diện được điều khiển bởi người ngoài hành tinh, Bee Maddox Razor và Lancy Scorpion Pin là những chiến binh khác phải đối phó với tất cả những điều này. Họ đáp xuống hòn đảo để phá hủy căn cứ và cứu thế giới.
các anh hùng nhận ra rằng tiêu diệt những kẻ khủng bố là không đủ, họ cũng phải tiêu diệt trái tim người ngoài hành tinh. Chủng cuối là một hòn đảo phủ đầy người ngoài hành tinh và đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Cảnh cuối cùng của trò chơi là một chiếc trực thăng rời khỏi hòn đảo và cho phát nổ hòn đảo. Sau đó bạn sẽ thấy thông điệp chúc mừng rằng bạn đã chiến thắng những kẻ ác, trái đất đã được cứu và bạn là anh hùng. Donkey Kong. Một game giải trí khác được Nintendo phát hành vào năm 1981. Đây là một trong những game platformer sớm nhất trong lịch sử. Với một cần joystick và một phím bấm duy nhất, người chơi đã trở thành anh chàng nhảy nhót, sau đó trở thành Mario, chạy lên một công trường trong khi phải né tránh thùng rơi và đạn lửa để cứu cô làng Pauline. Khỏi tên trùm Donkey Kong, anh hùng và khỉ đột sau đó đã trở thành hàng đầu của Nintendo. Hồ sơ của bảo tàng game tường chỉ ra rằng ban đầu tên game là Monkey Kong, chú khỉ Kong, nhưng những người đánh chữ đã gõ nhầm thành Donkey Kong, con lừa Kong hoặc Kong ngốc nghếch. Donkey Kong là một bước đột phá lớn cho Nintendo và cho ngành công nghiệp trò chơi điện tử và cũng là một trong những trò chơi giải trí phổ biến nhất mọi thời đại. Và có vẻ như nhà phát triển biết rằng nó đã tuyệt vời như thế nào vì họ đã tạo ra 3 kết thúc khác nhau cho Donkey Kong. Trong đoạn kết thúc đầu tiên, Mario thả con khỉ đột và đoàn tụ với người phụ nữ của mình. Trong đoạn kết thúc thứ hai, Mario thả con khỉ đột lên mình, chết và người phụ nữ bị bỏ lại một mình trên lầu. Kết thúc thứ ba có lẽ là kỳ lạ nhất, Mario thả người phụ nữ và đoàn tụ với con khỉ đột. Bạn có thể nhìn thấy một trái tim nhỏ giữa họ và dường như cả hai đều có một chút bối rối giống như chúng ta, Crack không? Trò chơi tiếp theo, xếp hình. Tetris hay tựa game xếp hình kinh điển là một trò chơi đơn giản. Vào năm 1984, tại Moscow, Nga, nhà khoa học Nga Alexey Panjiton đã phát triển phiên bản đầu tiên của Tetris trên máy tính Electronica 60 trong khi làm việc tại Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô. Tetris là trò chơi vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Nó đã bán được hơn 170 triệu phiên bản. Bạn di chuyển các khối gạch đang rơi từ từ xuống trong kích thước hình chữ nhật 20 hàng nhân với 10 cột trên màn hình. Chỗ nào có gạch rồi thì không di chuyển được tới vị trí đó. Bạn phải xếp những khối hình sao cho khối hình lấp đầy một hàng ngang để ghi điểm và hàng ngang ấy sẽ biến mất. Nếu để cho những khối hình cao quá màn hình, trò chơi sẽ kết thúc. Trò chơi sẽ kết thúc khi khối gạch không rơi xuống được nữa. Tuy nhiên, có hai kết thúc. Một trong số đó, bạn được chào đón bởi một số nhân vật trò chơi điện tử cổ điển và lâu đài Pisek, mái vòm của nhà thờ bay đi đâu đó bên ngoài màn hình như thể mọi thứ chưa đủ kỳ lạ. Trong phần thứ hai, ngôi đèn bay đi hoàn toàn và tất cả điều này kèm theo âm nhạc vui vẻ. Sau đó bạn được đề nghị viết tên của bạn vào danh sách điểm cao nhất. Trải nghiệm game tiếp theo, game Tetris. Không giống như những trò chơi khác, đây là điều mà hầu hết ai dùng chôm và cốc cốc đều đã từng thấy. Khi bạn đang cố mở một trang web thì đột nhiên không kết nối được Internet, kết nối bị gián đoạn. Tiếp đến, bạn sẽ không vào mạng được, nhưng chôm sẽ cho bạn thấy một con khủng long Pisek chạy và tránh chướng ngại vật. Giành được điểm chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều so với việc chờ đợi mạng. Con T-Rex này lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2014 và tất nhiên có một số vấn đề. Ví dụ như trên các điện thoại Android cũ, mọi thứ đều rất rối mắt. Vì vậy, người sáng tạo phải viết lại hoàn toàn trò chơi. Năm 2018, trò chơi đã được chơi 270 triệu lần mỗi tháng, đến mức những người sáng tạo phải cho các nhà quản lý doanh nghiệp cơ hội để vô hiệu hóa trò chơi. Nó khiến cho trẻ em khi đang đi học, người lớn đang làm việc cũng chơi được. Nhưng giống như bất kỳ trò chơi nào khác, trò chơi T-Rex cũng có kết thúc. Đúng là con khủng long cứ chạy nhanh hơn và nhanh hơn sau ngày đến đêm. Nó không thể tồn tại mãi mãi. Theo Edward Jan, một kỹ sư của Google, sẽ mất khoảng 17 triệu lần bấm phím để hoàn thành trò chơi này. Nhưng mà mình không nghĩ phím cách trên bàn phím của bạn có thể chịu đựng được điều đó đâu. Trò chơi cuối cùng mà chúng tớ muốn nói trong video của ngày hôm nay đó là Duck Hunt. Duck Hunt là một tựa game kinh điển rất quen thuộc đã có từ 20 năm về trước được nhiều bạn trẻ đón nhận của hãng Nintendo phát hành. Người chơi sẽ hóa thân thành một chàng thợ săn cùng chú chó Hachiko đi săn những đàn vịt trời. Với mỗi màn chơi, mức độ thử thách sẽ càng khó khăn hơn. Hãy cố gắng thật chính xác trong từng viên đạn để được hưởng số điểm tối đa.
nếu bạn có thể bắn hạ toàn bộ số vịt xuất hiện và vượt qua được màn 99 trên hệ máy NES Classic thì game sẽ đưa bạn đến round 0. Những chú vịt bất tử liên tục xuất hiện trên màn hình với tốc độ chóng mặt. Không những thế, chú chó của bạn sẽ liên tục cười trên sự đau khổ của bạn đấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video. Bạn có bất ngờ khi thấy phần kết thúc của những tựa game kinh điển trên đây không? Nếu có cảm nghĩ hay nhận xét góp ý thì hãy cho mình biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh màu đỏ và hình quả chuông ở bên cạnh để có thể cập nhật những thông báo mới nhất từ game phá huyền bí. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.